Hello. Hello mấy chị, em chào mấy chị của em. Mấy chị khỏe không? Mấy chị đang làm gì đó? Dạ em chào mấy chị của em nha. Trần Văn Duy, Nguyễn Phước Lộc, Nguyễn Thanh Thảo, Đồ, Thủy Tiên. Dạ em chào mấy chị có mặt trong livestream của em ngày hôm nay. Minh Tuyền. Em chào mấy chị. Hello anh Lâm Đồng Nai hả? Cảm ơn quý vị. Ai đang coi livestream của em, share livestream cho em được không? Mọi người ơi. Nay ốm rồi hả? Dạ em uống giảm cân, em ốm luôn rồi gì ơi. Em ốm luôn rồi. Bởi vì người ta kêu là mình mập hoài là mình phải tự ái đúng không quý vị? Phải tự ái. Mấy chị của em, mấy chị share livestream cho em nha. Sim đã hết sử dụng hôm nay và tháng sử dụng tiếp tục cái gì đây? Khác. Hello, hello mấy chị của em. Mấy chị ơi, mấy chị sẽ lấy chim cho em đi nào. Nào, nào, sẽ lấy chim á. Nào, 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 sẽ lấy chim. Hôm nay nhìn đẹp hơn hôm qua hả? Mỗi ngày đều đẹp hơn như gì nha. Bởi vì cuộc sống này chúng ta một ngày là phải đẹp hơn, phải thông minh hơn để cho những đứa nó ghét mình, nó nhìn vô mình, nó tức trào máu chơi không gì ha. Anh Lâm nghe bài mới của Sơn Tùng chưa hả? Anh không rảnh em nha, anh chỉ lo livestream thôi em ơi, anh chỉ lo livestream này nọ thôi. Tôi mê em lắm hả Thanh Thảo? Anh cũng mê em nha, em gái của anh Thanh Thảo ơi, sẽ livestream cho anh Lâm nha. Cảm ơn em. Chào anh Lâm quận chín hả? Anh nhà ở đâu đấy? Hello anh Bin Ngô, chào anh Bin Ngô nè. Anh khỏe không? Anh thích cái áo này em tặng cho anh nè. Hôm nay ngon rồi hả? Trời đất ơi, dạ ngon nhau vậy nha. Mai làm MTV hả? Mày nghĩ tao làm MTV được hả? Mày nghĩ với cái chất chợ như tao mà làm MTV được hả? Mấy bạn chửi rồi đó, mấy bạn chửi rồi nè. Nghe nhạc mới đi anh hả? Hoàng Sơn, chào Hoàng Sơn, biết rồi hả? Bích Giang ơi, xe chim cho Lâm đi. Bây giờ mọi người thương Lâm thì sẽ lấy chim cho Lâm nha mọi người. Mọi người ơi, xin hãy xe chim giùm em. Mọi người ơi, xin hãy xe chim giùm em lên giang em ơi. Vậy đúng rồi, thật sự khi mà nhiều người chửi mình quá, khi mà nhiều người ghét mình quá thì em phải cố gắng, em phải nỗ lực, phải đẹp hơn, phải thành công hơn với mục đích là trả thù. Em sẽ trả thù. Em sẽ trả thù những gì nha, trả thù liền, trả thù liền. Ok vậy lâu quá rồi anh nha. Cảm ơn mọi người. Mọi người có muốn nghe làm hát không vậy? Alo, alo. Mọi người có muốn nghe em hát không? Alo quý vị ơi, quý vị. Phải là chim hả? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Mấy bạn rồi xe chim cho Lâm nha. Hello, chào em cái này thụng bự đây chim cho cưng. Live chim chưa em, live chim chưa, live chim chưa? Anh nhà ở đâu thế? Xe đi chim cho em đi. Đây. Sao dạo này anh ít like hả? Ngày 2 like mà ít hả em? Lấy cái thùng đặt, lấy cái thùng trưng đồ lên kìa. Hát hãy trao cho anh hả? Ủa Sơn Tùng, Sơn Tùng đang có bài mới hả em? Sơn Tùng đang có bài mới hả? Trời đất ơi, không biết luôn á. Cho người ta ghét hơn. Lấy vợ đi Lâm ơi, Lâm đẻ hai đứa rồi nha. Lâm đã đẻ hai đứa rồi nha, bớt xúi Lâm lấy vợ lại. Anh nhà ở đâu thế? Thuận bụng bự nè. Mấy bạn nè, mấy bạn sẽ livestream cho em nha. Bùi Bích Dân rồi nè, Nhung Cherry, Lâm thấy mọi người rồi. Cảm ơn vậy, sẽ chim sơ đi mọi người. Đó, ở không làm gì, rảnh rỗi làm gì, share livestream cho em cho vui nhà, vui cửa gì nha. Thanh Tâm Vũ đâu nè. Quý vị ơi, mọi người ơi. Mọi người ơi, xin hãy share chim cho mẹ. Nhà mình có cài điện thoại nào mua 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 đâu ta? Dành đi anh. Năm phút rồi. Mua cho anh lấy cái. Quý vị ơi, bây giờ em sẽ cào cài điện thoại tặng mọi người nha. Bây giờ mọi người share livestream nha, share livestream nha gì nha. Mua 5 cái, một cái 100 ngàn. Mua bi hết đi, mua bi hết đi. Share livestream nha, share livestream cho em nha. Mọi người phải share livestream giùm cho em. Xong rồi em sẽ cào cài điện thoại dành tặng cho mọi người. Và những phần quà cực kỳ đáng yêu, cực kỳ hấp dẫn ngày hôm nay. Những cái phần quà mà như hiện kim nha. Trợ lý em đang chạy đi mua cài điện thoại để nạp cho mấy anh chị đây. Em là có sao em nói vậy như vậy nha, có xem nó vậy tặng nó tặng. Lê Trung Chính, em chào anh Lê Trung Chính nè. Anh bự quá vậy anh Lê Trung Chính. Em thiết nghĩ anh nên mở cháu ếch Singapore đi nhanh nha, quá trời người như một con ếch. Hào Lê hả? Qua chị Quỳnh xem like cả nhà ơi hả? Trời
Vợ em nó like chán lắm nha quý vị nha, nó like rất là chán, rất rất là nhạt nhẽo. Idol hôm nào sale cái áo nha hả? Ok luôn. Ok luôn. Mai làm xin tụi MTV ha. Ok luôn mọi người ơi. Hát bị Dương Long nay hả? Ok, thôi bây giờ bán đồ đi, bán đồ như vậy nha. Không nói nhiều. Không làm mất thời gian. Nguyễn Quốc Trường Thịnh. Em khỏe không? Nguyễn Quốc Trường Thịnh dạo này còn đẹp trai không em? Dina đi má hả? Không con, má bây giờ là má chơi mobi thôi. Má xài mạng gì? Em là em với Sơn Tùng không? Cơn mưa ngăn qua em đi xa, cơn mưa ngăn qua em nhạt nhòa, cơn mưa ngăn qua cho đi 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 đi. Hào Lê hả? Hào Lê sao lâu quá không bóc live stream vậy em? Hào Lê, thằng Hào Lê này sao lâu quá không bóc làm live stream mày? Phạm Duy Thuận, em chào quý vị nha, mọi người xem live stream với em đi mọi người ơi. Anh đẹp trai Sơn Tùng hả? Ôi đẹp trai khổ quá, không còn ai dám yêu mình nữa gì vậy? Vô rồi like phụ. Hôm nào xeo áo đang mặc, trời ơi, áo đang mặc đây. Nhà không xeo mấy má bơm hẹn tôi không, mấy má tôi xeo đồ cái mấy má bơm ha không. Đẹp trai quá hả, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì nãy giờ Lâm đã nhận được 883 lời khen đẹp trai như vậy nha, thật sự luôn, rất là vui luôn, rất là vui. Quý vị thấy da mặt Lâm này đẹp ha, đẹp ha, trắng trẻo đồ, sạch sẽ đồ, tóc thật nha mọi người ơi, tóc thật nha. MOB hả? À, Việt Nam tên đẹp của anh đang chiếu tập mấy anh không biết, anh không hề biết luôn. Lần đầu xem like của Lâm hả? Vậy em cảm ơn Phú Lâm. Chị Tina Lê em chào chiều của em. Chị Tina Lê tháng 8 chúng ta sẽ gặp nhau như vậy nha. Tặng em xe rồi hả? Bây giờ xe live stream cho em sẵn đi, xe live stream sẵn cho em nha. Rồi cái mọi người chơi, chơi. À, hôm nay em sẽ trích ra 500 ngàn để mà tặng với mấy chị của em. Mấy chị thương em, mấy chị xe live stream. Lông mày dặm về cha nội hả? Lông mày là lông mày dâm. Dâm. Nhưng mà em không dâm, em bị mắc ấy rồi, em bị tắc rồi, tắc đường rồi. Hello xe rồi hả, cảm ơn vậy em Samobi nè, nhớ nha, xe chim cho Lâm nha. Dương Thủy hả, thôi bây giờ bán đồ nha. Đây lát trợ lý em về nó đưa cái video của em hát đồ này nọ, như gì em hát đồ này nọ, chắc là mọi người đang nhớ cái giọng hát em lắm đúng không. Và bây giờ không chờ lâu, ngày hôm nay em like sản phẩm được mang tên là AI Skin như gì nha, một cái dòng sản phẩm mà rất là nổi tiếng trên thị trường, rất rất là nổi tiếng trên thị trường nha quý vị nha. Tuy là giá hơi cao nhưng mà một ngày hàng ngàn hàng trăm chị em alo Lâm hả, AI Skin có chứ cưng, AI Skin Lâm ơi, Lâm ơi Skin, Skin Lâm ơi. À, chào chị Lê Kiều Nhi, chào chị. Chị Lê Kiều Nhi khỏe không chị ơi? Chị có dự án gì nhớ hú em nha, tại vì em mới đóng quần chúng bên Hồng Kông về cho chị nha. Em có bơm đâu nè hả? Tao chưa thấy ai giả tạo cho như mày hả? Quốc Nguyễn ơi, giả tạo là giả tạo làm sao? Hả bạn? Hả bạn? Bạn Quốc Nguyễn. À, Đặng Minh Đình Ân rồi nè, bao nhiêu phút rồi? Tóc dựng cho cố vô, trời ơi tóc của em là xi măng đổ xuống nó không sập nhau gì nha. Xi măng mà đổ xuống nó không sập nhau gì nha, cảm ơn vậy. Trang điểm đậm quá không hề vậy, em không hề trang điểm, không hề trang điểm nhau gì nha. Đây là gương mặt tự nhiên của em, gương mặt tự nhiên. Em đẹp không cần son phấn, em chọn riêng mình em AE Skin. À, anh Lâm hả? Anh Lâm à. Sao không đóng hài nữa hả? Ủa ngộ ha, thấy tôi livestream hỏi tôi không đóng hài nữa. Một ngày tôi like có 2 tiếng bạc rồi, còn thời gian còn lại tôi đi làm nghề nha mấy chị nha. Ê, ok Quỳnh Thảo, trời đất ơi, chị Quỳnh Thảo em, ê, chị khỏe không chị Quỳnh Thảo ơi? Thôi bán đồ đi. Ôi sao bị cục nó quá vậy? Dạ chăm cũng biết cho mọi người nha. À, tóc này mau dài hay không? Tóc giả chị ơi, tóc này tóc giả nha. Tóc giả mấy chị ơi. Cái hình anh quần chúng, không anh, đúng rồi em. 10 năm trước là anh đi làm quần chúng bên Trung Quốc nha, anh đi làm quần chúng bên Trung Quốc. Là anh cùng thời với Phạm Băng Băng, với lại Tử Vi, nhỏ Triệu Vi rồi đó, là bạn của anh hết, bạn học chung. Bạn học chung là ngày xưa là nguyên một band đi cướp và đi cắt phim Hoàng Châu Công Chúa đó. Là đạo diễn là bữa đó chọn anh là vai là hoàng thượng, nhưng mà anh không chịu, anh nói cho thôi tại vì không có thời gian nhiều, thôi cho em vai là nhỏ đi. Cái anh đạo diễn anh nói là thôi bây giờ cắt vai Kim Tỏa với lại Phạm Băng Băng. Thì Lâm nói là ok Kim Tỏa luôn cũng được, thì thôi thì vô kia cắt đồ này nọ. Thì vô thì Lâm và Kim Tỏa đứng ở cái chỗ cắt đó, thì đạo diễn là kêu là Phạm Băng Băng đi ra liền. Bởi sao đi lép với Lâm, đi lép kêu ê bé ơi nhỏ kia đi ra liền, để một thằng bé nữa lại thôi. Đạo diễn nó đẹp quá, thật sự rất là đẹp, vai Kim Tỏa là phải dành cho em. Đạo diễn chấm Lâm liền quý vị, chấm liền chấm Lâm đó, chấm Lâm đậu liền. Cái tự nhiên cái đang du ký hợp đồng đồ, rồi định trang nhân vật đồ, ngày quay đồ set up đồ hết trơn hết trời. Vợ kêu về
Mẹ kêu về lấy vợ, xui, xu luôn. Mẹ kêu về lấy vợ xong rồi bỏ vai đền hợp đồng, đúng không vậy? Đền hợp đồng là 24 nhân tệ, đó là mới đền, là loạn phạm băng băng nó vô cho Kim Tỏa. Không ấy là bây giờ là em là gia Kim Tỏa rồi, nha. Em đã thay đổi nền điện ảnh của Trung Quốc rồi, đâu vậy nha. Không làm quần chúng nữa, thôi về đây live stream này nọ vui rồi vậy. À, thôi mệt quá nha, không có xàm nha, để cho chị kinh rồi đây. Dạ cái tay chai này đang tắm cho mấy chị nha, là chai tắm trắng nha mọi người ơi. Một chai như vậy là 490 ngàn mọi người nha. Một chai là mấy chị tắm thì em một lần, mình sử dụng hai lần được rồi biết nha mọi người ơi. Nói dấp vậy má. Là một tuần đó mấy chị, một tuần mấy chị tắm thì em hai lần nha mấy chị nha. Một lần là 15 đến 20 phút giùm em, là nó bật lên 2-3 tông nha mấy chị nha. Đây bây giờ em sẽ test cho mọi người coi mọi người nha. Su bà đẻn luôn, su bà đẻn luôn. Làm quần chúng đúng không vậy, là độ lương em là bên Trung Quốc là cao lắm vậy nha. Lương em là khoảng ba nhân dân tệ là tính ra tiền Việt Nam cũng khoảng là 27 ngàn một ngày, 27 ngàn đồng một ngày gì nha. Đâu phải đơn giản đâu. Đây Mobi đã về rồi, Mobi đã về rồi nha. Từ từ nha, bây giờ mọi người chia sẻ giùm cho em nha, lát nữa chơi em test cái em tư vấn một xíu nữa cái em tặng quà cho mọi người. Hôm nay đẹp áo đỏ đẹp hả Văn Giàu, Lâm cảm ơn Văn Giàu, Lâm cảm ơn mấy bạn nha, mấy bạn thương Lâm quá à. Lâm không biết làm gì để đền đáp công ơn của mấy bạn. Lâm phải kêu đạo diễn làm Hoàng Châu Công Chúa phần 2. Bây giờ Lâm không đóng vai Kim Tỏa nữa, Lâm đóng vai Hàm Hương nha. Hàm Hương được không mọi người ơi? Nếu như ai mà thích Lâm đóng vai Hàm Hương, mọi người cho một chấm đi nha. Ai ơi nha, cho Lâm một chấm vai Hàm Hương được không quý vị? Cho Lâm một chấm vai Hàm Hương rồi. Qua Bùi, chào Qua Bùi. Dạ cái chai là 490 ngàn mấy chị ơi, đây là tắm trắng Hàn Quốc 100% nha mấy chị nha, mấy chị xuất lên giùm em 15-20 phút thôi là mấy chị thấy cái da của mình nó bật tông lên 2-3 tông nha mấy chị ơi. Cái chai này em đang sử dụng giờ nó hết rồi nha mấy chị nha, nó hết rồi. Khi mà mấy chị thấy nó hết vậy cái mấy chị nhớ cắt ra nha, mấy chị cắt ra mấy chị xài tiếp, bởi nó còn cái cặn nó rất là nhiều, mình đừng có bỏ uổng như vậy nha. Bởi vì chai 490 ngàn lận thì cái này mình xài sao rất là đơn giản mấy chị. Em nói mấy chị mình cần xoa nhẹ như vậy nha. Ở trong đây là gồm những thành phần gì, những thành phần được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc như vậy nha. Ví dụ như là than hoạt tính nè, bia lên men nè, trà xanh nè, sẽ làm trắng da sâu từ bên trong, làm da đẹp hơn, trắng hơn, mịn màng hơn. Và bây giờ chị em nào mua thì để số điện thoại dùm cho em, hoặc là liên hệ cho Bùi Mạnh Linh dùm cho em. Bùi Mạnh Linh ơi, you comment em ơi. Dạ đúng rồi, mấy chị nào mà mua để lại số điện thoại dùm em rồi nha. 490 ngàn một chai, nhưng mà một chai mấy chị tắm được rất là nhiều lần luôn, là tắm khoảng được 2 tháng nha mấy chị nha. Một tuần mà sử dụng dùm em 2 lần được rồi nha mọi người ơi. Mình sức lên như thế này nha chị nha, mình sức lên như thế này. Và đây là cái loại em like rất là nhiều gì nha. Đây cái dòng sản phẩm cao cấp gì nha của Bùi Mạnh Linh. Gọi chị Mèo Khả Như đi thôi con. Dung Mama, tôi đẹp đóng Dung Mama bậy không à. Ha, bạn nghe Lâm ơi hả? Tặng quà đi, rồi bây giờ mọi người phải share live stream giùm cho em mới tặng quà cho vậy. Cái tivi đẹp quá hả? Đó cái mô hình thôi, cái tivi bị hư. Thôi mặc được không vậy anh Mận ơi? Cái này có thể xài mặt được luôn, em thì em có thể xài mặt nha. Nhưng mà cái này là người ta khuyến cáo cho cái dòng body. Chính vì vậy mà khi mua về thì mọi người xài body thôi. Với những cái loại da nào mà dày, dày như da em thì mới xài da mặt được. Còn nếu như da mình mà mỏng quá thì mình đừng có xài da mặt cho mấy chị nha. Anh Lâm Đồng Nai hả? Cảm ơn quá. À, Hàm Hương hả? Trời em hát Hàm Hương hay. Em múa là bướm bướm bay lợn liền. Trời đất ơi, là Hàm Hương là múa là bướm bướm bay lợn. Ngày xưa nhà em ngay cái sông quý vị, em múa một cái là xà lan tới. Xà lan là xà lan chở gạch nó tới liền quý vị, tới liền. Ha đi hả? Em coi miếng hả? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị ơi, nếu như ai mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho em gì nha. Một bộ là 4 sản phẩm gồm 4 chai. Dạ em dễ thương đúng không quý vị? À, Lâm giỏi quá trời đúng rồi. Bởi vậy nhiều khi dân chúng nó ghét nhiều gì, nó ghét nhiều là vậy. Nhưng em không bao giờ mà tại đây sống trái lương tâm của mình. Vẫn ngẩng cao đầu gì không? Ai chữ ngày tôi livestream, ngày tôi cũng chăm chỉ tôi livestream, tôi xin tôi làm, tôi không quan tâm. À, khi nào ra Nha Trang chơi hả? À, không ai mời đâu ngoại em ơi. Bao nhiêu ạ? 490 ngàn mọi người nha. Nhưng mà đặc biệt mọi người mua ngày hôm nay được free ship toàn quốc nha mọi người ơi. Cái chai này là quý vị bây giờ mọi người mua liên hệ cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em nha. Tháng 8 qua đây hả? Đúng rồi chị ơi, tháng 8 em qua Sydney chị nha. Em diễn bên đó đó. Chị nhớ ủng hộ cho em. Có quà cáp gì chị nhớ soạn luôn nha. Chị Tina gì nè. Chị mà có quà cáp chị muốn cho em gì đó, cái chị soạn đâu, cái chị đi coi kịch cái chị cho em luôn nha chị nha. Ví dụ như chị quà tặng em, cái chị muốn tặng chiếc xe hơi mà nó bị cầm kềnh quá thì chị cứ cái thẻ đó chị cứ gửi cho em đem gì em rút không sao nha. Chị em mình có đồng ngại chị 490 ngàn mọi người nha.
ngày 1 chai mọi người ơi, mọi người mua sẽ được free ship toàn quốc cho mọi người. Free ship toàn quốc cho mọi người, và đặc biệt là ngày hôm nay Mạnh Linh Bùi như gì nha đang tuyển sĩ toàn quốc, mà điều đặc biệt là khi mà mọi người gia nhập hệ thống Mạnh Linh Bùi thì có nhiều cái ưu đãi cho mọi người, nhất là giá cả rất là phải chăng. Thứ hai là những PR cực kỳ tốt như gì nha. Và đây là cái dòng sản phẩm là chuyên hot girl nè, chị Kiều Oanh PR nè. Nè quý vị, cái này em không nói bậy nha chị nha. Khi mà cái PR này mà nói tên nghệ sĩ ra mà nếu người ta không PR là em bị chữ sắp mặt nha chị nha, bị chữ sắp mặt. Mà cái này là sự thật 100%. Gì Ngân, Quỳnh Ngân, rồi Quỳnh Thí Ngân, bé gạo nếp gạo tẻ nhỏ em Ngân nè, Quỳnh búp bê nè, Quỳnh bê chứ phải Quỳnh này nha, Quỳnh này bán bánh trung thu không ai mua. Quỳnh búp bê bà đẹp đẹp á, ngoài Bắc á, ngoài Hà Nội á. Rồi ai nữa, Vân Trang, Trịnh Kim Chi, trời đất ơi, Nisaki, trời Nisaki nãy vô coi livestream của em liền quá trời, vỗ tay quá trời luôn em ơi, quá trời luôn. Vòng một nó ngon ăn vừa miệng quá ta. Hello Lâm Chính ạ, trời đất ơi, nhỏ livestream vòng một mà tao nói cho cây xô ra quá trời hú hồn. Dạ bữa nay kem gì mà đen hôm bữa hả, đây là cái dòng sản phẩm gì nha, than hoạt tính, và khi mà mình sử dụng lên da chúng ta thì nó thẩm thấu sâu làn da chúng ta, làm da chúng ta bật lên và sáng lên cực kỳ. Nếu như chị em nào mua thì bây giờ cứ comment để số thoại giùm cho em, hoặc là liên hệ cho Mạnh Linh Bùi. Mạnh Linh Bùi ơi, cơm Nisaki đang xem hả, nhìn nóng hài cái cưng chưa, trời em dễ thương lắm mấy chị, em nói thiệt em rất là dễ thương nha mấy chị nha. Bởi vì sao ta ghét em, bởi vì em làm nhiều quá, em làm nhiều quá nên cho chú nó ghét em. Siêu trắng quý vị ơi, hello hả mọi người ơi, mọi người liếc kìa hả, cảm ơn quý vị đó nhiều. Em chào anh lâu nay, anh Lâm chào Trần Tuấn nha, hai đứa đẹp xuất sắc hả, cảm ơn mấy mẹ rất nhiều. Má Nga má khỏe chưa, hát với anh hả. Ok bây giờ Lâm sẽ test ra thử cho chị coi nha. Chị em nào mua thì nhớ comment để số thoại dùm cho em, 490.000 một chai như thế này. Đây dòng sản phẩm của nguyên liệu nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc như gì nha, của Mạnh Linh Bùi. Mạnh Linh Bùi comment em ơi, nó ngủ quên rồi, ngủ quên trong chiến thắng rồi. Thôi bây giờ cái cài điện thoại nha, bây giờ em lao cái nè quý vị, bây giờ em lao một cái nha, em lao cái cho gì coi xong rồi mình chơi cài điện thoại nha, mọi người đừng bỏ em nha. Nè quý vị, là sẽ bật tông trắng sáng. Đây là cái dòng mà sản phẩm từ Hàn Quốc nha, chính vậy nó rất là an toàn cho da. Chị em nào mua thì liên hệ Mạnh Linh Bùi giùm cho em, em không có bán cái gì nha, đừng inbox cho em, liên hệ cho Mạnh Linh Bùi, em chỉ là người đưa đò và người truyền tải thôi. Vậy bây giờ mình sẽ chơi trò chơi nha, chơi trò chơi từ từ đi, bây giờ em lao đi chỗ gì coi. Ok cảm ơn quý vị. Hoài Ngọc con gái mà vô duyên anh Lâm tặng cho em nè, trẻ trâu biết. Ôi kìa trẻ trâu nha, hãy biến đi đừng vô lại chim của anh Lâm làm gì, hãy biến em ơi đừng vô đây làm gì. Nha trẻ trâu nha, không được vô lại chim anh Lâm, hồ biến. Dạ Minh Thuận, cảm ơn Minh Thuận, đây là lao đây. Dạ mọi người mua để lại số thoại giùm em, 490 ngàn một chai nha mọi người nha. Chỉ với giá là 490 ngàn mà mấy chị mua được free ship toàn quốc mọi người ơi. Anh hát thử một câu Lan và Điệp đi hả. Điệp ơi mai lên chốn tình đô nhà sẽ rừng rỡ, xin anh đừng quên mấy đồ xưa của nhóm nhỏ tôi chơi access skin trắng lắm anh ơi. Hay không trời ơi, hát là vô sản phẩm liền. Mai anh mua một bộ luôn vậy, đúng rồi mấy chị mua một bộ là 1.470.000 nha mấy chị nha. Một bộ là gồm 4 món, là một chai sữa tắm trắng một bước và một chai sữa tắm trắng hàng ngày, và kèm theo là hai chai kem body ngày và đêm nha mọi người nha. Đúng rồi, cái sản phẩm này siêu hot, cái này là sản phẩm của Hàn Quốc 100% nha mọi người nha. Mấy chị mua lẻ một chai tắm trắng trước sử dụng thử thì em cũng được luôn nha mọi người nha. Mấy chị mua mấy chị thử chị sử dụng giùm cho em nha chị nha. Chào Lâm Phát là đoàn, chào em mua đi xà lâm ok lắm hả, cảm ơn quý vị rất là nhiều, cưng quá hả quý vị không. Mấy chị thương em nhiều lắm, em nói thiệt nha, nhiều cái clip mới bóc phốt trên mạng quý vị. Nếu như mà mọi người là có cái suy nghĩ nha, mọi người nhìn vô mọi người cảm nhận, đừng cứ thấy bị dắt mũi như vậy nha, đừng dắt bị dắt mũi vì sao, nhằm hạ uy tín của em đó, để cho mấy chị không mua hàng của em, hạ uy tín của em để mọi người không coi like của em. Nhưng mà càng hại em càng đẹp, em càng sáng. Ủa cười vô cái lương trời thiệt mệt mệt lắm chị ơi, em dạ. Nói thiệt mấy chị, một cái này là 490.000 một chai như vậy nha mấy chị nha, là chai sữa tắm trắng một bước, có nghĩa là một chai như thế này là mấy chị tắm được 2 tháng nha mấy chị nha. Một tuần là sử dụng giùm em 2 lần được rồi nha mọi người ơi, xuất lên 15 đến 20 phút thôi đi tắm lại nè. Em nói mấy chị nào mà đồ gói mà bị đen, dạ cảm ơn mấy chị nào mua hàng thì liên hệ Mạnh Linh nó không vô luôn. Mạnh Linh ơi, Mạnh Linh 490.000 một chai nha mọi người nha. Em
miệng dẻo đeo nói trắng mua rồi mà không trắng không trời. Chị ơi em nói thiệt chị, đây là một cái doanh nghiệp lớn, chị hiểu không? Một cái doanh nghiệp lớn, nếu như bán là bán cả đời, và sau cái doanh nghiệp này hàng ngàn nhân viên, hàng ngàn nhân viên nhớ vậy nha. Nếu như sản phẩm không chất lượng, nếu như sản phẩm bán một lần rồi thôi, đúng không vậy? Còn này trời ơi, tao là cái doanh nghiệp lớn, không lẽ xài mà xài không trắng là sao? Em nói thiệt mấy chị, mấy chị đừng vô, mấy chị hại em lại mấy chị luôn. Mấy chị không thích thì mấy chị ra, em không có ép mấy chị mua nha, không có ép mua. Chị nào cảm giác tin tưởng thì mua, hoặc là mọi người lên Google search chữ e skin Phương Hằng. Anh chào em Phương Hằng ơi. Dạ, mọi người mua để làm số điện thoại giùm em cho mọi người nha. Bữa em mua dùng rồi tốt lắm, em muốn dùng thêm dưỡng đấy không? Trời đất ơi em nói vậy, mấy chị nào mà vô mấy chị nói mà xài không trắng là mấy chị hại em. Em nói thiệt mấy chị, tâm tính vậy là không có tốt, chị hiểu không? Tại vì cái công ty người ta là người ta bán, là người ta bán suốt đời một cái dòng thương hiệu của người ta. Mà quý vị nghĩ coi, bây giờ nếu mà không trắng thì ai mua? Không mua thì coi như phá sản luôn rồi. Phá sản thì coi như giám đốc chết, nhân viên chết, tất mọi người đều chết hết. Mà tại sao ta không làm chất lượng đúng vậy? Nghĩ sao 490 ngàn bán cái chai ra, trời ơi không trắng nó cào mặt quý vị. Lý Bình, người mẫu Long An. Rồi mình tắm trắng xong rồi mình xuất em vào đời lên giùm em nha mấy chị nha. Em Phương Hằng ơi, em chuyện dễ thương quá Phương Hằng. Thiệt, con nhỏ Phương Hằng. Con nhỏ Phương Hằng nó dễ thương quá. Phương Hằng ơi, cái đèn nhà em livestream bị chói đó em, anh để ý bao nhiêu lần rồi đó, mình ta nói cái nghề mình ra bị. Mình rần rần lên đi, tự nhiên bị chói đèn nhỉnh mặt chăn bệt rồi em. À, đặt hàng liên hệ ai bây giờ, cái thằng bán nó không vô luôn, em không biết như thế nào luôn. Cái số điện thoại mình lên ông điện giùm anh cái. Mạnh Linh Bùi ơi. Mạnh Linh Bùi à, Mạnh Linh Bùi ơi. Mọi người mua để lại số điện thoại giùm em nha. Dạ, để số điện thoại giùm cho em. Chị xài chưa hết một bộ mà trắng lắm mọi người, quý vị nghĩ coi vậy. Một chai là 490 ngàn. Thiệt, một chai là 490 ngàn, một cái số tiền gần nửa triệu bạc. Nửa triệu bạc mà bán ra trên thị trường, nếu như mà nó không trắng, ví dụ như bây giờ lừa gạt người ta đi, người ta mua về không trắng là người ta dám mua nữa quý vị. Mà khi người ta không mua là coi như doanh nghiệp chết rồi. À, có thuốc gì màu tóc nhanh như Lâm không hả? Em qua bên tóc giả Sài Gòn nó có bán thuốc á em. Nè, kệ họ đi, gan tức ở hả? Kệ ai gan tức ở, nhưng mà mấy chị thương em nhiều là được rồi. Em cảm ơn mấy chị rất là nhiều mấy chị nha. Nha mấy chị. Dạ, một bộ là 1.470.000 nha mọi người ơi. Mọi người mua, mấy chị mua một bộ sẽ được tặng một chai đại tế bào chết trị giá 490 ngàn nha. Mấy chị mà xài thử là mấy chị mê liền. Việc đó da mình sao mịn như vậy nha, mịn. Đây là chai tắm trắng màu đen đó, chai màu đen đen chấm thêm đen đen là cái chai màu đen. Là một tuần chúng ta sử dụng 2 lần với chai e skin này. Còn khi mà mình tắm xong là mình nhớ sử dụng cái chai màu hồng giùm cho em. Màu hồng. Chai màu hồng là chai sữa tắm. Ờ thôi bây giờ nè, nè 100 ngàn nha, bây giờ em chơi 100 ngàn. Ai comment từ 1 tới 7 không đứt quãng. 7 hay 10? Thôi 10 đi, dễ lắm, có nhiều người ta rành người ta bấm nhanh lắm. Vậy hả? Bây giờ mình vô mày thử nè. 1 xuống 2 xuống 3 xuống 4 xuống là. Quý vị, bây giờ là một cái cạc 100 ngàn nha. Một cạc 100 ngàn với điều kiện là mọi người phải chia share livestream giùm cho em nha. Ngày hôm nay em đã chuẩn bị 5 cái cạc. 5 cái cạc em không biết là em bán được bao nhiêu nha. Nhưng mà em tri ân mọi người là em chơi. Bây giờ mọi người comment từ 1 tới 10 mà không đứt quãng, em cào cái cạc gửi qua liền cho vậy. Em cào cái cạc gửi qua liền cho vậy. Có nghĩa là 1 từ 10. Đừng ghi số được. Trời đất ơi anh Quý Ngọc, em chào anh Quý Ngọc của em. Trời ơi anh Quý Ngọc ơi, anh giàu quá rồi. Anh giàu quá rồi, anh bớt vô chơi em. Anh Quý Ngọc. Anh Quý Ngọc. Rồi anh Quý Ngọc bị đứt rồi, làm lại anh Quý Ngọc ơi. Thôi 5 thôi, anh nghĩ nhiều lắm đạt cũng không làm được, không được đúng không? Từ 5, từ 1 tới 5, ai làm được từ 1 tới 5 cào 100 ngàn gửi qua liền. Anh Quý Ngọc ơi, anh bầu xô, anh già quá rồi, anh bớt chơi giùm em nha. Anh bớt chơi đi anh ơi. Từ 1 tới 5 100 ngàn, ai làm được? Anh Quý Ngọc bị đứt rồi, anh Quý Ngọc bị đứt rồi. 7-8 anh bị đứt rồi, anh Quý Ngọc ơi. Hiếu Lê, mày đánh chứng minh nhân dân hả? Hiếu Lê. Không chơi gì vậy? Hiếu Lê nó comment nguyên giấy một cái bóng nó số 10. Trời nó ăn chứ. Ê mày chơi 50 hả? Mày chơi 50 hả? Mày chơi 50 mày dễ ăn 100 ngàn của vợ chồng tao, mày gan quá hả? Từ 1 tới 10, ấy từ 1 tới 5 không đứt quãng. Phạm Đức vô hay đó, Phạm Đức hay đó. Từ 1 tới 5 nha, từ 1 tới 5 không đứt quãng. Liễu Nguyễn cố lên. Trời ơi bị đứt rồi mọi người ơi. Rồng con bị đứt luôn. Từ 1 tới 5 quá dễ. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1, 2, 3, 4, 5. Thằng Đức nó chuẩn bị sắp chặn nó rồi đó. Sao vậy? Nó chở mình kìa. Khùng quá, anh Mai nó chở đi đó. Nó tài xế đó. Mốt đó. Nó tài xế đó, nó chạy. Thèm gì nay nó chửi dữ quá.
nó chữ không dám nói. Đó, Phạm Đức ơi bị Đức ê, Phạm Đức bị Đức ấy, chết cha Phạm Đức đúng rồi. Ê, ê. Thiếu số 1 mày, Phạm Đức thiếu số 1 nha, làm lại Phạm Đức ơi, thiếu số 1 Phạm Đức. 100 ngàn làm lại, nè Phạm Đức sai luôn, đó, 1, Phạm Đức cố lên, Phạm Đức cố. Đúng rồi, đúng rồi. Kiểm tra nha, Phạm Đức số 1 rồi, số 2. Đúng không? Đâu đây, 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 đây. Nó đang làm lại kìa. Không, Phạm Đức làm đủ rồi, đâu. Mày hiểu đi. Đây, Phạm Đức được nha, Phạm Đức rõ ràng, đây tao cạo càng 100 ngàn gửi qua cho mày nha, con chó Đức ơi. Kệ đó. Đâu, đâu, đâu. Ủa sao chối vậy? Đây Phạm Đức giao gì nha, 1, 2, 3, 4, 5 rõ ràng. Rõ ràng như vậy nha. Và một cái ca điện thoại 100 ngàn dành tặng cho Phạm Đức. Gì thấy không? Trời quay phim nè, máy nó chỉa cho mặt em nữa, gì thấy không? Trời đất ơi. Phạm Đức inbox cho chị Quỳnh cào kẹt 100 ngàn gửi qua liền tay. Gửi qua liền tay. Bóc cho Đạt đi. Mẹ bóc cho Đạt đi Đức. Cào kẹt gửi cho mày. Rồi chơi tiếp không quý vị? À đủ mà thì đưa 100 ngàn được chưa? Thằng này thiệt á, nó vô live stream của tôi là ngon ăn vừa miệng à, cho Viettel hả Đức hả? Mày bị điên à? Mày có quyền là mày tự lựa chọn Viettel luôn. Ai mua thì tặng. À mua vậy thôi khỏi tặng Đức. Khỏi, vậy thôi khỏi nha Đức nha. Mày chê bai quá à. Thôi có mất dạy rồi. Vợ chồng mất dạy quá à. Em xin lỗi nha Đức ơi, nói chứ cào cạt cỡ qua rồi 100 ngàn em không cho, em cho nha. Em muốn gì? Hello không? Ai hello? À, em muốn cho em cho nha, chứ anh làm mua mobi không, anh cào qua anh gửi cho em muốn cho em cho. Thôi bây giờ bán đồ tiếp nha. Nè quý vị, đây quý vị thấy không, da mình sẽ trắng và sáng lên cực kỳ. Cảm ơn quý vị. Em làm không được hả? Kệ em, ngưng nha, ngưng nha, ngưng nha, từ từ em bán đồ xíu, xong một lượt rồi em bán đồ xíu em chơi tiếp để cho mấy chị đừng chán, mấy chị ủng hộ giùm cho em. Em cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Ai mua hàng thì liên hệ Mạnh Linh Bùi. Mạnh Linh Bùi ơi, em còn ở đó không? Chị vừa cũng thấy rồi nha. Chị vợ Bún Thái ơi, em đã nhận được ấy của chị rồi. Chị vợ là Bún Thái. Chị khỏe không? Dạ chị ơi, bữa đó vợ chồng em qua nha. Trời đất ơi. Đó, ăn Bún Thái. Dạ, có bà chị ruột của em nấu Bún Thái ngon cái gì nha. Mà nấu ngon, ăn vừa miệng mà. Em làm không được hả? Thằng Đức hay vậy, thằng Đức nó chơi ngãi em. Trời ơi, nó chơi ngãi Facebook của em. Dạ ờ được đó hả? Thôi nè mấy chị bình tĩnh giùm cho em và mang đồ tiếp nha. Mấy chị đừng vô chị comment nữa, tội nghiệp em. Em cho bà ngoại em xài hả? Ờ à, làm nhỏ vợ mẹ hả? Nhỏ vợ mặt hề hề hả? Ờ Đức á, nhỏ vợ mặt hề bây. Ờ trộn Đức đẹp trai cứ nhỏ vợ mặt hề. Mặt hề lắm hề. Mặt nói cho cô. Rồi à, liệu Nguyễn được rồi kìa. Không, một lần là ngừng nhớ gì nha, một lần là ngừng. Xong em bán xíu khoảng 20 phút đi. Không, 10 phút thôi. 10 phút em cào lần, 10 phút em cào lần. Một chai bao nhiêu mấy chị ơi? Một chai này là 1,490 ngàn. Với nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc cho chị nha. Nếu như ai mà không có điều kiện thì mình mua một chai mình xài thử giùm cho em. Xài thử thôi, cảm thấy trắng thì mình cút nguyên bộ giùm cho em. Còn nếu như ai mà tin tưởng cái dòng sản phẩm này, bởi vì nó quá nổi tiếng gì nha, nó quá nổi tiếng, không cần em like, bởi vì rất là nhiều người like rồi, nó rất là nổi tiếng luôn đó. À dạ, 490 ngàn một chai nha mấy chị nha. Cái này là một bộ mà là mấy chị mua 1,470,000, mấy chị sẽ được tặng một chai tại tế bào chết trị giá 490 ngàn mà free ship toàn quốc luôn nha. Free ship toàn quốc cho mọi người luôn, free ship toàn quốc. Sao like của anh táp tăng cân như vậy? Trời ơi, một ngày nó táp tám ngàn đứa, anh không biết làm sao và không biết làm như thế nào. Thôi kệ đi em ơi. Dạ bây giờ mấy chị mua rồi để lại số điện thoại giùm em nha mọi người nha. Một chai như vậy là mấy chị táp được khoảng 2 tháng nha mọi người ơi. Cái này là một bộ là 1,470,000 là gồm 4 sản phẩm, là một chai tắm trắng một bước và một chai sữa tắm trắng hàng ngày, và kèm theo là 2 chai kem body ngày và đêm. Cái tinh chất của kem body ban ngày là có tinh chất chống nắng cho mấy chị luôn nha. Ủa sao giờ 4 ngàn bình luận nữa ghê vậy? Nãy chơi cái đó không á. Ờ thôi không có chơi nữa, chút nữa mới chơi nữa nha mọi người nha. Mấy vị ơi, mấy vị một chai chị Nguyễn Tâm, em cảm ơn chị Nguyễn Tâm. Mấy vị ủng hộ hàng đi đó. Mạnh Linh giờ nó mới vô. Ê Mạnh Linh, trời đất ơi, bà chị ruột của em Ngọc Thái sắp kết thúc rồi mới vô. Chị Ngọc Thái ơi, đất nền dạo này rẻ không? Bà Ngọc Thái, cái bà mà đang vô live stream của em là mẹ đất nền. Trời đất ơi, nhìn ngoài thấy ghê lắm vậy mà ta nói là thấy ghê lắm. Trời ơi, mẹ đất nền, đất Đà Nẵng là của bà hết. Đất Đà Nẵng là của bà hết. Ghê lắm, ghê lắm. Ghê lắm. Mà bữa bị gì đó, bữa bị công an bắt hay gì đó. Phải không chị? Phải không chị? Ok vậy, chào Lê Vô Lâm hả? À, chai nhiêu vậy thằng khùng hả?
Hay không có cái bản nào để vừa lòng này, nó tên gì em? Chai nhiêu vàng hồng thì đó, bản này tặng cho em. Đá vô dầm họng. Ê. Mày mà comment cho đá vô dầm họng liền, đá vô dầm họng liền. Nè, Bảo Lâm là không giờ đá vô đít, đá vô tay, đá vô chân. Bảo Lâm chỉ đá vô vòng họng, đá vô đại tràng, đá vô cuốn tim nha, đá vô lửa gà, đá vô van phổi nha, đá vô ruột non ha, đá vô gan, đá vô thận thôi ha. Nè, nó vô nó hỏi em mua nhiêu chai thằng khùng. Nè, ê, nè, đá vô vòng họng liền, vòng họng liền. Mua một chai à? Dạ có giấy hướng dụng. Dạ em quý vị có giấy hướng dẫn sử dụng đàng hoàng quý vị nha. Có giấy hướng dụng đó, đớt luôn rồi, đớt luôn rồi, chữ lộn đớt luôn rồi. Bên Linh có đang tuyển đại lý toàn quốc hả? Đúng rồi, bên bạn Linh có tuyển đại lý, đang tuyển sĩ toàn quốc cho gì nha. Ê, còn bán cái này nữa hả? Còn chứ em, trời ơi, cái này là bữa ăn hàng ngày nha, phải có. Dạ, mấy chị nào mà đặt hàng để lại số hồi giùm em nha. Còn mấy chị nào muốn làm lấy sĩ hay là gia nhập hệ thống của bên anh Bùi Mạnh Linh là inbox cho anh Bùi Mạnh Linh giùm em nha mọi người ơi. Dạ, cảm ơn chị Đích Võ. Một bộ là 1.470.000 nha quý vị nha. À, anh đầu tư ghê hả? Không đầu tư này bị, ví dụ nhiều khi Facebook mình mà chửi á, bị report, bị Facebook nó quét một cái mà chữ thề đồ này nọ là nó bị chặn Facebook liền, nên mình in mấy cái bản như vậy để mình đỡ chửi nha. Bữa nay cũng chửi cũng đọc lên phải không? Ờ ừ. À, cũng vậy luôn, xui luôn, xui bẻn luôn. Chị Quỳnh ơi, có nhận bánh trung thu hả? Không, bánh trung thu dở, đừng ăn em ơi. Chửi em câu hả? Ờ đó em, trời nhà em bán, đừng ăn, trời trung thu đừng ăn, mua cái này, mua cái này, mua cái này xài nha. Nhiều khi mình trắng mình đẹp, người ta cũng thích, ví dụ như mình ăn bánh trung thu mập, đường lên. Không mập. Đường mập, đường lên rồi bệnh viện nó thích, rồi đó vô đóng tiền bệnh viện. Chị mà buồn thì xem em cười nó hả? Chị Ngọc Thái ơi, chị khỏe không? Chị ơi, Vi Vân chào Vi Vân nè. Dạ em chào mọi người, quý vị ơi, ủng hộ giùm cho em được không chị? Em ăn ế quá quý vị ơi. Dạ mấy chị nào mua để lại số thôi giùm em nha mọi người nha. Mấy chị nào mà mua một chai lẻ cũng có bán luôn. Ví dụ như mấy chị mua một chai kem đi cũng có bán luôn nha mấy chị nha. Là 490.000 một chai mọi người ơi. Nguyễn Cao Kỳ Duyên hai chai, cảm ơn. Su bà đẻn luôn, su bà đẻn luôn. Đặt hàng sao? Bây giờ mọi người muốn đặt hàng mà an tâm hơn, liên hệ cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em. Mọi người đừng inbox cho em nha, bởi vì em không có bán, em có bán. Em chỉ là người tâm sự như vậy, chửi đi anh là không, không có chửi em. Rồi cơ, anh là người thì mỹ, anh là người nết na. Anh là người mà tao nói mà không chửi. Dạ mấy chị nào mua hàng là inbox trên mình lên giùm em nha mấy chị nha. Anh ơi đối thơ về sản phẩm đi hả? Asekin xích thật trắng ghê, xích vào một cái BD húng hồn. Trời làm thơ liền, làm thơ liền. Em một bộ ngọc trân. Thứ tư có quà su bà đẻn Ấn Độ cho em không hả? Không em nha. À, ship Nhật không hả? Ship Nhật cho em một bộ, em cảm ơn quý chị rất nhiều. Dạo này có nhiều thằng giang hồ giang nắng quá Lâm ơi, đúng rồi em ơi. Dạo này bây giờ rất là nhiều bạn giang hồ. Và giang hồ trên bàn phím thôi nha, trên bàn phím thôi. Dạ bớt nói đi em trai tào lao anh Dũng Nguyễn hả? Đem em tặng cho anh một cái này. Đây, anh Dũng Nguyễn anh chửi Lâm kìa, đây có chửi cho anh Dũng Nguyễn rồi. Ui cái Dũng Nguyễn ê ê Dũng Nguyễn, vậy thôi em chỉ nói vậy thôi, em không nói nhiều. Ví dụ ai chửi em ê Dũng Nguyễn vậy thôi, vậy thôi, vậy thôi. Cái gì vậy? Chết cha giờ em lòi trồng mắt rồi gì? Ship Canada mà, ship Quảng Nam bao nhiêu? Ship Quảng Nam bao nhiêu? Phi ship toàn quốc cho mọi người. Mọi người chỉ cần để số điện thoại giùm cho em thôi. Dạ, ship Nhật sao không trả lời? Mọi người liên hệ với Mạnh Linh Bùi nhớ gì nha. Anh ơi, dễ thương quá đi hả? Cảm ơn em. Chứ bây giờ sao vậy? Nó vô chữ hoài vậy? Gì? Thôi giờ thôi đi ra đi, lên làm cho. À, nói quá trời nói không cho vợ nói hả? Bảo Trân ok, qua xương rồng, cảm ơn qua xương rồng. Anh chị em đang mua hàng comment để số điện thoại giùm cho em gì nha. Một bộ là 1.470.000. Nhanh tay lại chân comment giùm gì nha. Sản phẩm gì em? Dạ sản phẩm này AI skin như gì nha. Cái dòng sản phẩm là từ nguyên liệu 100% Hàn Quốc. Fan ruột của anh mà chưa giờ gọi tên là Phi anh thấy em rồi. Nguyễn Tâm, cảm ơn Nguyễn Tâm rất nhiều. Anh ơi, Lâm nè nha. Nè quý vị, sau khi mà mình tắm chai này xong là mình xức cái chai sữa tắm nhau gì nha. Và sau khi mà người chúng ta đã thơm tho thì bước tiếp theo chúng ta làm gì? Chúng ta bắt đầu dưỡng thể. Dưỡng thể cũng có quá trình A, B, C và D. Chúng ta phải làm theo đúng trình tự vậy. Ví dụ như ngày xưa mình làm toán vậy, phải có từng bước. Dưỡng da cũng y chang như vậy nha gì nha. Khi mà mình tắm trắng xong là mình xài sữa tắm. Sau khi mà xài sữa tắm xong mình xài kem body nha. Kem body thì có hai loại, một là ban ngày, hai là ban đêm. Ban ngày thì có chất chống nắng nha, chất chống nắng, ví dụ mình chạy ra đường xà 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 xà
mình quên đeo bao tay, nó cũng bảo vệ cái làn da mình nhau gì nha, chống tia UV, chống tia cực tím, mình sức đều để làn da chúng ta, cái da chúng ta sáng trắng đẹp. Và sau khi ban ngày mình sức xong cái lọ xong rồi, mình về mình sức cái ban đêm cái chất lâu sành trong đó nha, nó dưỡng da sâu từ bên trong và làm đẹp da, sáng da, trắng da. Chị em nào mua nhớ để số điện thoại giùm cho em nha mọi người ơi. Hát chế quảng cáo đi hả? Hai. Vợ anh trang điểm cũng đẹp mà. Không em, không trang điểm đẹp luôn nha. Chị nào mua hàng nhớ comment để số điện thoại nha. Nhớ comment để số điện thoại đây. Đây chị coi. Khi mà mình xài, da mình sẽ trắng lên, da mình sẽ sáng lên, da mình sẽ mịn màng lên. Để số điện thoại dùm cho em. Hát nhạc chế Lâm ạ. Thôi, bây giờ chơi tiếp nha. Đây. Này, bây giờ comment từ 1 tới 5, Phạm Đức không được chơi nữa. Một cái cạc điện thoại tiếp theo dành tặng cho bạn nào. Comment từ 1 tới 5. Hết rồi. Phụ tiếp đi. Mới 35 phút rồi. Này đủ 45. Trời ơi, tưởng 45 em đuổi dẹp lên. Em tưởng là 45 phút rồi em kêu, ê đi lên. Chấm 3 lần hả? Mới nửa tiếng rồi, trời đất ơi. Ê, hát bài nghe Lâm hả? Vợ Lâm đẹp quá hả? Không đẹp, vợ em không đẹp. Em mới đẹp, da anh đẹp hơn em không? Trời em điên hả? Giống không? Chúng ta có số phu thê. Từ lâu, khỏi mày học dạy mày. Từ lâu anh chị xem chúng ta như hai chị em, nhưng trong thật tâm anh vẫn mong là chị của em. Chị em chị... Ê trời đất ơi. Ê Liễu Nguyễn luôn rồi, Liễu Nguyễn trúng rồi. Vô cầm, vô cầm quay Liễu Nguyễn, Nguyễn cho coi. Liễu Nguyễn không đạt? Đạt luôn á. Kêu số 1. Vô cầm áo số 1 trên rồi. Kêu số 1 kìa mày. Phải không? Liễu Nguyễn được rồi nè. Đâu rồi? Vậy là bên đây được, bên đây trúng. Bên đây thấy chị em. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ê mày lại bị đuôi hả? Mày có bị đuôi không? Mày có bị đuôi không Đạt? Mày sao mày âm binh hụt lộn quá à? Nè đây con Liễu Nguyễn nha. Liễu Nguyễn từ 1 tới 5 đây. 1, 2, 3, 4, 5. Ê nhỏ này đang chơi laptop đúng không? Nhỏ này đang chơi laptop đúng không Liễu Nguyễn? Liễu Nguyễn 100 ngàn. Gửi cho Liễu Nguyễn 100 ngàn giùm anh đi. Liễu Nguyễn ơi, anh bóp cho Nhật Đạt Phan giùm em nha. Liễu Nguyễn anh bóp cho Nhật Đạt Phan cạo cạn 100 ngàn gửi bé liền. Trời ơi, Lâm dễ thương nha, Lâm dễ thương. Lâm nói là Lâm làm một cái cạc 100 ngàn dành tặng cho quý vị luôn. Ban không có lời bao nhiêu mà cạo cạc hết trơn hết trời rồi. Dạ bây giờ là mấy chị mua một bộ là 1.470.000 nha mọi người ơi. Để cho mình đặt hàng để lại số thoại giùm em hoặc là inbox cho anh Mạnh Linh giùm em nha mọi người nha. Mạnh Linh Bùi nè, Nhật Đạt Phan vô comment. Rồi con Liễu Nguyễn. Rồi con Liễu Nguyễn liên hệ Nhật Đạt Phan là cái thằng trợ lý của anh. Xong rồi cái hai đứa tao nói tò te hi anh hi em rồi đó. Làm quen kết bạn giao lưu luôn. Đó, lẻ loi hai đứa yêu nhau luôn. Khỏi lấy 100 ngàn của anh. Ở kêu chị nha Lâm ơi. Ủa chị hả? Chị Liễu Nguyễn hả? Chị Liễu Nguyễn hả? Chị Liên Nguyễn, em xin lỗi chị, em thấy chị đẹp quá. Em thấy chị trẻ quá. Chị Lâm đẹp vô like cái bình luận á. Sao? Chào anh Dư Lâm duyên dáng, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn quý vị rất nhiều nè. Quý vị ơi, ai mua hàng thì ủng hộ giùm cho em. Quý vị ơi, em là em không có bán nha. Em không có bán nha. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em. Ngồi xuống đi Quỳnh. Đây, chai như thế này nha. Ai mua hàng thì liên hệ với Mạnh Linh Bùi. Mạnh Linh Bùi Salo và tư vấn cho mọi người. Và đặc biệt là đang tuyển sĩ toàn quốc. Chị em nào muốn kinh doanh sản phẩm e skin này thì nhanh tay lệ chứ còn chăn chơi nữa. Hãy về đội của Mạnh Linh. Mạnh Linh sẽ đào tạo các bạn thành những sát thủ bán hàng, cũng như là đơn hàng ra clear rất là nhanh. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, sau khi mà da mình trắng xong như thế này thì mình xức cái kem body lên để nuôi dưỡng làn da, để làm da mình trắng hơn, để da mình sáng và mịn màng hơn nha mọi người ơi. Ship nước ngoài không, liên hệ cho Mạnh Linh chắc là ship em hỏi ơi. Đập gì á? Đúng rồi mấy chị ơi, một bộ là gồm 4 sản phẩm nha mấy chị nha, là 2 chai kem body và 2 chai tắm trắng nha mọi người nha, là 1.470.000. Mấy chị mua là được free ship toàn quốc hết nha mọi người nha. Dạ chút nữa chơi nữa. Ê Facebook này tương tác tốt rồi đó quý vị. Facebook này tương tác tốt trời, mấy bữa em like trời được ơi. Kiếm được 1000 bình luận xỉu, kiếm được 1000 bình luận xỉu. Nay 5000 bình luận rồi. Em cảm ơn mọi người của em. Phi ship hết cho mọi người nha. Sao miệng anh to thế hả Dũng Nguyễn, đi anh đuổi em chưa đi nữa hai em. Hả? Nó lì ghê luôn, thôi kệ cho nhảy lung ta lung tung. Dũng Nguyễn ơi, miệng anh to đi cạp nát nhà em đi em. Mày có coi phim Hàm Cá Mập chưa hả? Là đạo diễn Mỹ là mướn tao về đóng vai cá mập đó nha. Có coi phim Hàm Cá Mập chưa? Không đi, không đi.
đó đó, bữa đóng cả heo tôi đóng, còn đóng cả mập tôi không đóng. Tụi coi đừng giỡn với Lâm nha. Phim Mỹ là đó, ngày xưa em bỏ da chim tỏ hết một lần rồi, bỏ một lần không đóng rồi. Đạo diễn Mỹ điện qua, nó Lâm ơi bây giờ cái hàm em bự quá, rất là thích hợp với phim của anh. Alo em hỏi phim gì vậy anh? Hàm cá mập. Hàm cá mập liền. Từ chối liền. Nó bây giờ hàm cá heo em đóng, hàm cá mập không đóng. Đạo diễn không viết được kịch bản. Trả dài. Trời đừng có giỡn với tôi nha, đừng có xui bà đẻn với tôi. À. Dạ, mọi người mua đặt hàng là inbox thì mình link men mọi người nha. Tránh là mình nhầm mà mình để lại số điện thoại là nhiều người cướp đơn á mấy chị. Nên mấy chị inbox trực tiếp cho Bùi Mạnh Linh coi. Mấy chị liên hệ cho Bùi Mạnh Linh giùm cho em nha. Liên hệ cho bạn Bùi Mạnh Linh giùm cho em. Miệng gì vậy hả? Trời đất ơi, tự nhiên vô hỏi em là ủa sao miệng rộng quá vậy? Em nói miệng rộng rồi để cạp nát nhà em ở Dũng Nguyễn nè. Minh Hiền hả? Lạ lắm ha ha ha. Em dễ thương quá mọi người, mấy chị ủng hộ giùm cho em nha. Dạ, mấy chị ủng hộ ngừng bộ giùm cho em. Xong livestream cho em bán được 3000 bộ. Cái em làm tiệc party cảm ơn mọi người. Số số anh ơi hả? Đau miệng rộng gì sang hả? Đúng rồi, từ từ cái gì nha. Bây giờ em sẽ thử, xàm quá hả? Cho một bộ hả? Bảo Trân ơi liên hệ với Bùi Mạnh Linh giùm Lâm nha. Bảo Trân, em gái liên hệ với Bùi Mạnh Linh giùm cho anh ha. Đồ khùng đó anh à, kệ đi em ha, kệ đi nè. Anh làm hát lô tô đi hả? Hả bây giờ chơi lô tô không? Chơi lô tô không? Hay là comment số, mấy bạn thấy cái nào được? Mấy bạn khoái cái nào, mấy bạn khoái cái nào? Thôi lô tô bây giờ không có lo ở đây, không lo hát được. Dạ. Anh làm cái chuyện duyên hả? Nha. Đây là một bộ là 1.470.000, bây giờ làm sẽ test cái body. Test body cho mấy bạn coi. Cái này là có hai loại, bây giờ làm sẽ test cái loại ban ngày nha, ban ngày giống gì coi. Thì khi mọi người mua về thì mọi người nhớ giùm cho em chữ Sunday của Medicine for Thursday. Medicine là dạng dạng vậy nha, là Sun là ban ngày nha. Quý vị nhớ giùm cho em Sun là ban ngày. Còn cái chữ Whitening nè, Whitening là ban đêm nha quý vị nha. Nhớ giùm cho em ban ngày thì nó sẽ có một cái lớp makeup cho mình. Khi mà mình sử dụng thì nó sẽ cảm giác làn da mình rất là trắng, trong đó có chất chống nắng cũng như là bảo vệ làn da của mình. Nhớ Sun. Cái con đọc Sun đi nào. Đúng rồi, bé Đăng Thi đọc Sun đi con. Sun, đúng rồi. Thành Long đọc Sun đi con. Sun là ban ngày cái gì nha. Sun là ban ngày, whitening là ban đêm nha, quý vị nhớ giùm cho em. Anh nói lưu tô đi hả? Không. Có shop ở An Giang hả? Bây giờ nếu như An Giang thì em cứ để lại số điện thoại bên Bùi Mạnh Linh Zalo cho em nha. Alo cho em. Thủy Nguyễn, chào Thủy Nguyễn nè. Đọc tiếng Anh gió, trời ơi, em là thần đồng Anh Văn. Thần đồng Anh Văn là mới 3 tuổi thôi là em đọc tiếng Anh như là gió luôn. Hello Peter, hello Mary, I am cool teacher. Very good. Trời ơi. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Trời, em đọc thấy ghê không? Có người phốt anh bữa giờ dụ nước hoa hả? Trời đất ơi, tôi nói bây giờ á, dòng dân chúng nó ghét, nó làm gì nó ghét hết trơn trời. Dạ. Bán livestream là livestream cả đời, chứ không phải livestream ngày rồi nín luôn. Rồi bán hàng giả hàng chi rồi tao nói nín luôn đúng không vậy? Trời đất ơi, nó làm vậy để làm gì? Mục đích làm gì bây giờ? Có cái tuần như vậy là cái tên của em là Lê Dương Bảo Lâm là kiếm được, là cái tên kiếm nhiều nhất tại Việt Nam là thứ 8, là em đứng thứ 8 nha, em đứng thứ 8. Có nghĩa là cái chương trình là Con ơi hãy về đi, về nhà đi con là đứng hạng nhất, Vợ chồng son. Rồi cái tên của em. Đó, cho nên cái gì biết không, nó lên Google á, mua nước hoa livestream của Lê Dương Bảo Lâm, cái gì cũng kêu tên em mà gì thấy không? Nó dựng đồ này nọ gì, nó ghi từng chữ tụi nói chung là giả mang. Nhưng mà em không quan tâm cái gì nha, vẫn ngẩng cao đầu mà sống sao không thẹn cái lương tâm của mình là được nha mọi người ơi. Cái chuyện có duyên hả? Cảm ơn vậy. Em ơi em cầm một tụi mà tới năm rồi hả? Cảm ơn vậy. Quá ghê hả? Dạ cảm ơn. Mấy chị nào mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho em gì nha. Nhanh tay lại chân, một bộ là 1.470.000. Biết anh mới sợ, trời ơi, thôi Dũng Nguyễn ơi, ta không có tiếp mà sao vô hoài Dũng Nguyễn. Ê ông kỳ, ông Dũng Nguyễn, ông bị kỳ, ông hiểu không? Trần Lê Mỹ Phụng một bộ ha, cảm ơn bạn. 1+1 bằng mấy? Bằng 9, hồng tươi. Anh chưa thấy bé ơi, chừng nào anh chơi á, nè cái bé mừng Nguyễn nè.
chưa chơi, chưa có chơi, chưa có chơi, từ từ đi, từ từ đi, chút đi chơi nha, nha. Đúng rồi, nó ghét cái nó bôi nhọ gì hiểu không, nó bôi nhọ mình. Đạp lên dư luận mà sống hả? Dạ không quý vị. Không thể nào mà đạp lên dư luận mà sống. Nó mua về phốt quay video hả quý vị thấy không? Trời đất ơi. Nó đã chuẩn bị sẵn quý vị thấy không? Nó đã chuẩn bị sẵn hết trơn trời rồi. Khi mà cái bà tới là nó quay. Trời ơi bây giờ ai mua hàng mà biết luôn quý vị. Trời ơi tự quy định hàng giả luôn. Tự quy định hàng giả. Nè, không thơm. Nè, nè. Diễn gì kỳ vậy mẹ? Diễn gì kỳ vậy? Cái gì vậy mẹ? Ủa, tự nhiên cái hại tôi vậy? Đầu vú keo cứng ngắc hả? Dạ tóc giả đó gì ơi, cái này là tóc giả như vậy nha. Cái này là nó có keo sẵn rồi. À, ok anh Tuân nè. Nhanh tay lẹ chân kệ người ta hả? Kệ người ta nói tôi không nghe người ta. Kệ người ta nói tôi không tin người ta. Cái thằng Phát Trần, tao lóc mày nha Phát Trần nha. Đúng rồi, họ là quý vị biết không, nó làm như vậy để chi, mục đích chi, để cho mấy chị đừng mua hàng em, để cho mọi người đừng vô coi livestream của em. Nhưng mà mấy chị yên tâm đi, mấy chị yên tâm, người hại không sợ, ông trời cũng hại mới sợ như vậy nha, thật sự luôn. Đây thôi, nói chung là 4 chai là 1.470.000 nha. Chị em nào mua thì comment để số điện thoại giùm cho em, nhanh tay lẹ chân giùm cho em, để lại số điện thoại. Một bộ là bao nhiêu? 1.470.000 là free ship toàn quốc cho mọi người luôn, tỉnh nào cũng free ship nhau gì nha. Và đặc biệt là khi mọi người mua bộ như này. Ủa Mạnh Linh ơi, ngày hôm nay có khuyến mãi không em ơi? Hát bài Doraemon đi hả? Cái bài là làm sáng tác cái gì? Cái bài là làm sáng tác nha. Doraemon Nobita suka do bichai en suko Matsuko nghèo mấy chị em thì giàu Nobita hãy luôn hiếp bằng bè. Nobita thầm yêu suka hay hồng tăng cho trái em. Đi chị em bằng lòng lấy Nobita làm chồng cho một năm sau nước tôi chờ đợi. Lưu Nguyễn ơi, nếu như mà cái sữa mặt đó rửa mặt được như vậy nha. Em là em rửa mặt em thề vậy, thật sự. Em là em rửa mặt bằng cái này như vậy nha. Em rửa một cái bông đó. À, da mặt em nó dày như vậy nha, da mặt em dày cho nên em sử dụng. Anh Lâm hả? Hôm nay đi từ thiện không? Lát đi nè em ơi, lát đi. Tôi thiệt, tối nào tôi cũng đi, tôi thiệt. Tối nào tôi cũng đi phát quà hết trơn trời. Ví dụ nhiều người nói tôi đồ này nọ, nhưng mà tôi làm tối nào tôi cũng đi, thật sự. Đi, tôi đi, đi này nọ. Năm nay năm tam tay của tôi. Hay quá nơi hả? À, có anh Nha mua 3 tặng 1 miễn ship và một phiếu mua hàng giảm 100k. À, có nghĩa là ngày hôm nay mọi người mua 3 bộ thì bên Mạnh Linh Bùi tặng quý vị một bộ và tặng thêm quý vị một cái cạc trị giá 100.000 là giảm giá cho quý vị nha. Anh Lâm đi hả, một bộ là 1.470.000 nha quý vị nha. Em không bán thì mọi người đừng inbox cho em mà hãy liên hệ cho Mạnh Linh Bùi. Sao comment không thấy hả? Nhiều comment quá, em xin lỗi mọi người, em xin lỗi Nguyễn Như. Thích cái miệng của anh hả? Cái miệng của em là cái miệng ô bạc lưa như vậy nha. Miệng của em là ngày xưa là má em khó đẻ, khó đẻ. Là người ta là 9 tháng 10 ngày là ta đẻ đứa con. Còn mẹ em chữa là khoảng 2 năm mà chưa đẻ ra em cái gì, chưa đẻ ra. Là một ngày nọ là mẹ em mới đầu lên bệnh viện là kêu bác sĩ là móc ra giùm. Mẹ em cũng không chịu ra. Em ở trong bụng mẹ em chua mỏ ra em chữa bác sĩ. Chờ em, bác sĩ, quýnh mẹ bác sĩ. Đập mặt mẹ bác sĩ. Là 3-4 bác sĩ nắm mỏ em kéo ra vậy, kéo mỏ em ra. Giờ em nói nhiều vậy luôn. Giờ cái tự nhiên em nói nhiều vậy luôn vậy. Em bị kéo mỏ ra. Buồn ghê hả? À, thần buồn ghê sao? Lạng rồi không thấy thần tượng của tôi hả? Em nạp được, nạp trúng game lúc nãy. Anh Lâm em cảm ơn nhiều, em vô chủ yếu ai dè trúng thiệt hả? À, thôi bà Liễu Nguyễn ơi, bà nhớ chia sẻ tôi. Ơi quên, nãy quên kiểm tra có chia sẻ chưa? Có phải không? Phải chia sẻ giùm cho em cái gì nha. Chắc cái miệng ra trước đúng rồi. Trời đất ơi, 3-4 thằng sĩ kéo ra vậy em chửi quá trời. Nó buông ra. Tôi quýnh mày nhọc sĩ nha, mày dám kéo mỏ ra mày. Dám kéo ra mày trong đây. Em chửi quá trời gì. 3-4 thằng nắm đầu nắm mỏ em ra. Vợ miệng như cá chùa kiến quý vị. Mà miệng như cá chùa kiến luôn. Lo. Miệng dành để livestream hả? Ok, Hồng Bảo Trân. Hồng Bảo Trân có gì ủng hộ gì mà tôi như Hồng Bảo Trân. Phát Trần, cảm ơn Phát Trần. Đây, nhớ như vậy nha, một bộ 1.400.000. Khi mà mình sức lên, da mình sẽ trắng sáng cực kỳ và cực kỳ mịn màng luôn. Bây giờ sức thử này giống gì coi. Đây, chất kem cực kỳ mạnh và khi mọi người sử dụng thì mọi người sử dụng ít như thế này thôi, đừng có sử dụng nhiều như vậy nha. Mình càng sử dụng ít thì nó càng thẩm thấu sâu làn da chúng ta. Ví dụ như mà mình sử dụng nhiều ở đây bí lỗ chân lông, cái bí lỗ chân lông làm ngợp cái làn da mình, mà khi mà mình sử dụng ít thôi, càng ít càng tốt. Xoa lên
Đây, mấy chị coi nè, nó rất là khác biệt nha chị nha, nó là cái lớp backup cho mình luôn. Khi mà mình sức lên cái tuyến da mình cảm giác nó rất là mát, cũng là cung cấp độ ẩm cho da chúng ta, làm da chúng ta sáng lên, trắng lên, mịn màng lên. Nhanh tay lại chứng mấy chị mua hàng, comment để số điện thoại giùm cho em, cực kỳ ok. Như cái máy nói, kệ tôi đi. Trời ơi, quý vị ơi, nhanh lẹ nha chị nha, chúng ta còn 10 phút nói chuyện với nhau thôi, chỉ 10 phút chúng ta còn đi bên nhau thôi nha. Ai mua hàng comment lẹ giùm cho em, một chai tắm trắng tắm được bao lâu? Đây, đuột. Một chai tắm trắng thì chúng ta tắm được 1 tháng đến 2 tháng như vậy nha. Mình xức từ cái body trở xuống, từ cái cổ trở xuống luôn. Cảm ơn Dương Lâm, Lâm Đồng Nai. Anh Dương Lâm ơi, em là 2K2, năm sau thi đại học rồi, chúc em đi hả? Năm sau anh chúc em nha. Năm sau anh chúc em sao vậy? Cưng sao vậy? Năm sau mình thi thì để năm sau mình chúc, đúng không? Chứ nhiều khi mà năm sau mình thi mà năm nay mình chúc cái nó bị xui. Nói trước bước cũng qua, nói trước bước qua là bị xui liền, bị xui liền nha. Dù năm sau em thi, dù mai em thi, nay em kêu anh chúc liền. Từ năm sau thi giờ bắt chúc, rồi nói trước là bước không qua, rồi dớt cái nó còn nói tôi nữa. Anh like thoa thử kem một tay, đúng rồi, lúc nào tay nó cũng trắng, một tay trắng một tay đen, một tay trắng một tay đen cái gì nha. Bởi vì tay này dưỡng quá, tay này bắt đầu cứ mỗi lần test là bây giờ một tay trắng một tay đen. Con trai dùng được không? Con trai thì con gái video môi đều sử dụng được hết, chủ yếu là muốn trắng muốn đẹp là sử dụng như vậy nha. Mọi người mua hàng à, Đôn Trăng Trần, anh thấy em yêu của anh rồi. Mấy vị mua hàng, mấy chị nhớ để số điện thoại với mấy vị nha. Em cảm ơn mấy vị rất là nhiều luôn, thật sự mấy vị thương em quá à. Mấy vị mai em không like nha, mai em đi quay rồi, mai em đi quay Phúc Thư Giãn, em quay dưới Hóc Môn á. Ai dưới Hóc Môn ra chơi với em nha. Là ngày mai là mùng 2 là em đi quay rồi, là mùng 4, 5, 6 rồi này nọ là đi tập live show anh Hoài Linh. Mọi người mua vé live show anh Hoài Linh chưa? Con trai dùng được, dạ con trai dùng tốt như vậy nha. Nói chung là nó là trắng, cũng như là bật tông trắng sáng cực kỳ. Nhanh tay lẹ chân cứ mua hàng để số điện thoại dùm cho em. Nhanh tay lẹ chân cho mọi người ơi. Giới thiệu đi hả, đây là một bộ là 1.470.000 như vậy nha. 1.470.000, chỉ cần để số điện thoại. Sky anh ơi, oh yeah hả, là gì vậy? Ủa sao nay anh cho tôi Sky là sao vậy? Ủng hộ ship đi anh ơi là sao? Là cái gì vậy? Trời ơi, ai làm gì làm, em muốn quan tâm nó gì đồ cái gì coi, không? Da mình sẽ trắng sáng cực kỳ như thế này. Khi mà mình đưa lên cái like, trời ơi chị Ngọc gì mà chị vẫn còn coi em luôn, chị Ngọc Thái ơi, chị Dương Ngọc Thái ơi. Vợ đâu rồi, vợ đang cho con bú em ơi, em cho con bú luôn. À, giới thiệu hạn hả? Dũng Nguyễn em nè hả? Ok, coi like sản phẩm phụ khoa mà cười cũng xỉu. Cưng hay chồng gì đâu ạ? Thấy không, người ta thương. Vít vỏ cảm ơn vậy. Thôi bây giờ em sẽ kết thúc livestream tại đây. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi livestream của em như vậy nha. Thì bây giờ em nhắc lại lần nữa, một bộ của Airskin là một chai tắm trắng hàng ngày. Thấy không? Một chai tắm trắng một tuần hai lần, một chai sữa tắm hàng ngày, một chai body ban đêm và một chai body ban ngày, 1.470.000. Nhưng mà ngày hôm nay mọi người mua 3 bộ thì bên Mạnh Lên Bùi sẽ tặng quý vị thêm 1 bộ, có nghĩa là mua 3 thành 4 nha. Và tặng quý vị một phiếu mua hàng giảm giá 100.000. Còn chần chừ nữa, đây là dòng sản phẩm cực kỳ tốt và cực kỳ hiệu quả. Để số điện thoại hoặc là liên hệ cho Bùi Mạnh Linh nha. Hội giống bán hàng đa cấp gì, liên hệ cho Bùi Mạnh Linh. Muốn đi xa hãy đi cùng nhau, muốn đi gần hãy đi một mình, quyết tâm, phải không? Cái gì đứa nhắc tao đây, cái gì không nhớ, đứa nhớ cái gì muốn đi xa hãy đi một mình, muốn đi chung hãy đi cùng nhau, cái gì đó. Miễn là đó bữa đi bộ rồi này nọ đó. Nói chung là cảm ơn mọi người rất là nhiều, em chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Ok, Đoan Trang Trần, Đoan Trần em liên hệ với Mạnh Linh Bùi giùm cho anh nha. Kem trị mụn liên hệ với Mạnh Linh Bùi luôn. Mọi người đừng liên hệ cho em không bán bất cứ cái gì như vậy nha. Em không bán bất cứ gì. Ai mua hàng liên hệ cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em. Qua là qua trang Mạnh Linh Bùi, bạn ấy là giám đốc. Thôi, bye bye mọi người, xin chào, hẹn lại. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Bye bye mọi người, xin chào, hẹn lại.